Diễm à, lẹ ra đi Diễm ơi, mẹ đau bụng quá Diễm ơi. Rồi rồi, đợi con xíu ra liền. Diễm, 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 lẹ, ba đau bụng quá. Rồi mày đầu thai trong trọng luôn hả gì, rồi con nghiệp trở. Thánh đạo ơi, mỗi lần mày bước cho cái bồn cầu là lâu như là một trận chung kết SEA Games đá banh vậy đó. Mẹ mày không biết nghĩ cho mẹ mày hết trơn á, đau bụng như là đau bụng đẻ thường vậy đó. Mà mày cầm điện thoại vô trong, mày coi review phim, mày lướt TikTok, mày không nghĩ cho ai hết trơn á. Mẹ mày biết bản thân của mày không à, mày coi xong mày giải quyết xong mày cũng đi ra luôn. Mày giống ông già mày á. Mẹ tao không biết thương tao, không biết suy nghĩ cho gia đình để chân á. Đây nè ha, hồi sáng tao đưa cho nó 30 ngàn đi cà phê rồi nha. Mà về tao hỏi cho nó ha, không còn 15 ngàn tiền dư ha. Là nó tới xuống nó với tao. Vậy đó. Mà bà già của nó nói tao hả, làm vợ không biết điều, không biết thương chồng thương con. Còn mấy điều quá trời rồi, mày để con mày vậy đó. Tao nói thiệt luôn ha, tháng 6 này nè, mà bà không lo đủ qua trải vàng cho tao ha, là tao đi dị thằng cha mày luôn, mày cũng lo đi theo nó luôn đi.